Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bold New Camry. The Jungle Resort and Casino. Tèo Thai Club 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Garden Road Supermarket, ngôi chợ Việt Nam hàng từ giá rẻ không đâu sánh bằng 714-638-7979, 638-7979. Quý vị đang trở lại với phần tin tức tổng hợp cùng với anh Hoàng Trọng Thủy và anh Tuấn. Thưa quý vị, phần này là tin tức về địa phương. Cảnh sát đã phát hiện ra một đường dây vận chuyển và kinh doanh một số lượng rất lớn ma túy tổng hợp, trong đó bao gồm các loại ecstasy, tức là những loại thuốc lắc, tại gần các trường đại học UC Riverside. Cảnh sát trong hôm thứ Tư vừa qua đã phát hiện một đường dây bằng hình thức gửi các bưu kiện, mà trong những cái bưu kiện đó có chứa những cái loại ma túy tổng hợp. Người ta đã phát hiện ra ít nhất là 1.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu ở dưới trong những cái hộp của những cái đồ chơi và chuyển phát qua bưu điện. Và chân dung của người đứng đầu trong đường dây này đó là Sung Hye-yong, 21 tuổi, gốc người Nam Hàn, đã bị buộc tội. Và cảnh sát tin rằng đường dây này không những y mà có rất nhiều những sinh viên ở trong trường UC Riverside có liên hệ với nhau trong vụ việc này nữa. Khi mà kiểm tra tất cả những cái ma túy tổng hợp này, người ta phát hiện tới 1.140 viên thuốc lắc, trong đó có các loại thuốc lắc và các loại kích thích tình dục. Ngoài ra, những số lượng này có giá trị lên tới 24.000 đô la. Trở lại với anh Thủy. Trong khi đó, thưa quý vị, giới chức của trường Đại học Yale nổi tiếng trên thế giới, và quý vị biết là các nhà nghiên cứu ở đây họ vô cùng nghiêm túc khi quan tâm đến những vấn đề mà Yale đó thường thường nghiên cứu về vấn đề kinh tế, rồi kể cả y tế, y khoa, khoa học khắp nơi trên thế giới. Và mới đây thì họ mới đưa ra cái xác định, thưa quý vị, và điều này cho thấy rằng là họ có thể một phần nào đang đi tìm hiểu tại sao ở Brazil mà có nhiều trẻ em bị bệnh teo đầu như thế. Các nhà nghiên cứu của trường Yale hôm nay cho biết là họ vừa tìm thấy khả năng tấn công của siêu vi khuẩn Zika nơi con muỗi khi tấn công vào phụ nữ mang thai. Những trẻ em này và cuộc nghiên cứu đều nhắm vào những trẻ em sơ sinh và kể cả những trẻ em đang ở còn trong bào thai chưa được sinh ra. Và họ nhìn vào trong bộ não đó, thì họ nói, không thấy não luôn. Có nghĩa là siêu vi khuẩn này đã nuốt chửng những cái tế bào não. Và cuối cùng thì họ kiểm tra, thì họ thấy rằng trong não, trong sọ của các em đó, toàn là chất lỏng mà thôi. Và đó là lý do tại sao khi các em sinh ra, thì đầu óc của các em không còn biết gì hết. Thế nhưng, các nhà điều tra hiện nay họ đang nghi ngờ là siêu vi khuẩn Zika không mang trên người chúng mầm bệnh microcephalus. Loại này là loại đã khiến cho bệnh teo đầu rất nặng nề ở Brazil. Điều này cho thấy rằng là Zika có khả năng, thưa quý vị, là tấn công vào người phụ nữ mang thai. Nhưng mà phải có một yếu tố khác nữa thì mới khẳng định được là trẻ em sinh ra có bị teo đầu hay không. Bởi vì họ nói rằng là ở tại các quốc gia khác đó thì cái bệnh teo đầu rất là hiếm, trong khi ở tại Brazil thì lại xảy ra quá nhiều. Lý do họ nói đó là bên cạnh con Zika còn có con một cái chứng bệnh khác, microcephaly khác nữa, và hai yếu tố này mới tạo ra tình trạng bị teo đầu nơi trẻ em, thưa quý vị. Tin tức ngay tại phía nam của Atlanta, khu vực Crossmont, thành phố này cho biết tòa án đã đưa ra một phán quyết buộc tội giết người với một người chị 14 tuổi, kèm theo đó là một hình phạt với lại là một người dì với tội cố sát
với một trẻ em. Đây là người em ruột của người chị này. Trong một ngày đẹp trời thì các cơ quan bệnh viện nhận được một tin báo khẩn cấp về một trường hợp mà một cậu bé chỉ mới 4 tuổi đưa tới bệnh viện với nhiều vết thương, bỏng 40% trên khắp các thân thể và bỏng tới cấp độ 3. Và qua các người bác sĩ nghi ngờ là có những cái vụ việc hành hung và bạo hành trẻ em trong việc này nên họ đã tiến hành điều tra. Và kết quả cho biết người chị 14 tuổi đã có những hành động đánh em bằng những sợi dây nịt và sau đó đưa em vào ngâm trong những cái bồn nước thiệt nóng gây hủy hoại da của người này, của em này. Em sau đó đưa đến bệnh viện và vết thương quá nặng, em đã chết ngay trên đường tới bệnh viện. Sau đó thì thưa quý vị, người gì chưa hết, người gì cũng bị buộc tội vì thấy những tình cảnh này nhưng không biết can ngăn. Và lệnh của tòa án đã phán quyết hai người này với tội giết trẻ em. Đây là một bản tin sẽ gây nổi da gà cho quý khán thính giả. Chúng tôi khuyến cáo quý vị khi được cái bản tin này, chúng tôi cũng thấy ghê quá. Quý vị, con trí á, nhiều người nghĩ rằng sang Mỹ thì con có bị trí đâu, phải không? Yeah. Anh Tuấn có bị trí chưa? Không có. Như vậy là ở Việt Nam sạch sẽ, phải không ạ? Đa số những người ở Việt Nam chút trước đó, hồi nhỏ đó, là hầu hết trong xóm của tôi là 100% bị trí hết. Lý do gia đình mình sạch sẽ cách mấy đó, như quý vị biết đó, ra ngoài đường đánh lộn ấy, rồi chơi với nhau đó, con này nó dính vào con kia, thế là nó bay lung tung hết, là thế là đầu cậu các em là bị trí thôi. Cái chuyện đó rất là bình thường. Hoặc là đi học bán trú đó anh, ở lại buổi trưa đó, nằm ngủ đó. Ở đây đây đầu đây. Nó sát vào đi nhau đi đó. Học nữa. Dạ. Cái chuyện đó nữa trong trường thì là chứng cái vị trí dẫn chứng là nó đậu hết ở các nơi đó. Nhưng mà ở Mỹ này, đây là tin mới nhất, không phải là con trí bình thường, nó gọi là siêu trí. Có siêu trí. Super lies. Siêu trí. Lý do đó họ nói đó, cái con trí ngày xưa đó là chỉ cần một cái thuốc nó phủ lên đầu, chùm cái đầu lại là nó chết hết. Đó là hầu như tất cả các trường hợp chữa trí là xong hết. Ngày nay, ngay bây giờ đó, 200 trường hợp đó thì chỉ có 25 con trí nó chết thôi. Là chúng có cái chức kháng thể. Bây giờ đó, bởi vậy nó mới gọi nó là con siêu trí. ghê quá. Và họ nói từ West. Họ không nói tiểu bang nào. Tại sao không nói tiểu bang nào? Chúng tôi mới biết California có bị hay không. Nhưng mà họ nói đa số các tiểu bang nằm ở khu vực miền Tây, miền Đông Bắc và miền Nam. Có nghĩa là có thể là Washington, Oregon, California, Nevada, Arizona, cho đến Alabama, Louisiana, Georgia và hướng lên vùng Đông Bắc, Massachusetts hoặc là Vermont, vân vân. Thì thưa quý vị, ngày nay cơ quan FDA vừa chuẩn thuật một cái loại chữa trị trí mới mang tên là EL. Và EL mỗi lần mà chữa trí đó $170, nhưng mà các phòng khám đó họ nói bảo đảm là hết. Anh Tuấn biết họ làm sao không? Họ dùng heat, tức là cái hơi nóng đó, họ chùm đầu các em giống như là mình làm tóc rồi đó, nướng đầu lên, nướng trí lên. Thì họ nói con trí nó sống được đó là nó phải có độ ẩm của da đầu. Tức là da đầu, gốc cái tóc của chúng ta lúc nào cũng có mồ hôi hết. Thì con trí rất mê cái mồ hôi đó. Nó ăn cái mồ hôi đó để nó sống. Và nó ăn cái da đầu chúng ta để nó hút máu trong cái da đầu chúng ta để nó sống. Ngứa lắm. Thì bởi vậy mỗi lần nó hút máu á, nó cắn một phát là gai. Đấy là chúng ta ngứa. Thì bây giờ họ dùng cái, họ phải làm sao khô cái da đầu này đi. Cái dao đầu nó khô đó, thì trứng với lại cháy đó, nó không có bất cứ một điểm tựa, nó không có hút máu được nữa. Thì tự động nó chết. Và mỗi lần chữa trị mất $170. Cho nên không biết được là ở quận Cam chúng ta có trường hợp các em bị trí nào hay không. Bắt trí anh. Những người lớn hồi xưa đó hay có cái lược mà lược hay bắt trí đó. Lấy răng trí xong cái là bấm vào móng nhưng tay mà rồi đó, trên nổ tắt đấy nghe vui ta. Nhưng mà cái hạt, những cái chứng trí đó nó vẫn bám ở trên đó. Khó lòng lắm, cho nên bây giờ họ nói phải mất tới $170 để chữa trị những con siêu trí này, không bằng thuốc nữa thưa quý vị. Bởi vì thuốc, họ nói những con siêu trí này đó nó bị lờn thuốc, giống như trụ sinh vậy đó. Quá ư là ghê rồi. Thưa quý vị, tin tức ngay sau đây dành cho những ai đang hút chiếc
thuốc lá điện tử, e-cigarette thưa quý vị. Tin tức cho biết là ngay tại Kentucky mới vừa ngày 23 tây tháng 2 này vừa thôi, một video cho thấy một người đàn ông đến trạm xăng, ở trong quần anh ta có chiếc thuốc lá điện tử và bỗng nhiên quần anh ta bốc cháy. Bốc cháy thì sự việc xảy ra và anh ta phải chạy ra ngoài tháo cái quần ra ngay lập tức, và ngay lúc đó thì cũng có một người đó và anh ta phải coi như là chạy ra ngoài, và có một người nhân viên người ta tới, người ta thổi cái bình xịt chữa cháy. Thì tin tức sau đó điều tra cho biết là viên pin ở trong cái thuốc lá điện tử đó đã chạm với nhau và nổ. Đây là sự việc mới nhất liên quan tới những việc về thuốc lá điện tử. Trước đó một vài tháng thì tin tức cũng cho biết một số tiểu bang ở bên miền đông của Hoa Kỳ đã có một trường hợp, đó là một ông hôn mê suốt 3 ngày trong bệnh viện, lý do ông ta đang hút chiếc thuốc lá điện tử thì chiếc thuốc lá này nổ trước mặt và làm cho ông ta tanh miệng, phải vào bệnh viện nằm trong đó. Hiện nay thì có rất nhiều những người đang hút chiếc thuốc lá điện tử này vẫn giống như là vẫn chưa biết được là độc hại của chiếc thuốc lá điện tử. Một số nhà phân tích người ta phân tích và cho biết rằng ở trong cái loại thuốc lá điện tử này, cái chất mà cái chất gọi là chất oil để bỏ, nhiên liệu để bỏ vào thuốc lá điện tử này là chất có thể gây ra ung thư. Một số những công nhân, 20-30 nhân viên làm trong một cái tiệm điều chế những cái loại oil này ở bên Trung Quốc đã bị ung thư cùng chung một cái dấu hiệu bệnh vì chế ra cái loại oil này. Nhưng mà tuy nhiên thì các giới báo chí vẫn chưa có một cái kết luận chính thức nào về ung thư ở trên chiếc thuốc lá điện tử. Do vậy nên nếu như quý vị nào đang hút chiếc thuốc lá điện tử thì cũng nên coi chừng. Coi chừng không những vì ung thư mà coi chừng là tại vì có những cái vụ nổ xảy ra với chiếc thuốc lá này. Chỉ sau 2 ngày sau khi tai nạn máy bay ở Nepal, thưa quý vị, lại xảy ra thêm một tai nạn máy bay nữa. Và lần này một cái điều mầu nhiệm đó là chỉ có 2 phi công thiệt mạng, thưa quý vị, và 11 người ở trên chiếc máy bay loại nhỏ một lần nữa bay vào tuyến đường tương tự như cách đây 2 ngày xảy ra. Mà trên đó máy bay rơi, chỉ có 2 phi công thiệt mạng mà thôi, và 9 người hành khách đó lại chỉ bị thương mà thôi, không có giết toàn bộ 23 hành khách cũng như phi hành đoàn cách đây 2 ngày, thưa quý vị. Và ngày thứ 6 thì Terry Thanh Hương từ Bosa Tickets lại hầu chuyện với quý vị, gửi đến quý vị các mảng tin về đời sống. Và anh Tuấn bây giờ tạm chia tay với quý khán giả. Dạ vâng, kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật đẹp. Xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình tuần sau. Và anh Thủy cũng vậy, một ngày cuối tuần. Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Anh Tuấn có một ngày thật vui. Dạ vâng, dạ. Cảm ơn. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo.